Như vậy là cả hai đội cùng xuất phát và hai đội đã đến khu vực xuất phát hai là khu vực dò lại tuyển động. Đội trung học cơ sở xã Mường Kim lúc này chiếm một chút ưu thế khi là người xuất phát đến khu vực xuất phát dò đồng hai trước và vừa được vật cản rất tốt. Như vậy là đã trở về với khu vực điều khiển bằng tay. Chiếc robot của phòng đấu viên đại bàng cũng rất chắc và tiến thủ tướng rất chắc và rất đều tay, đi rất đều tay và chúng ta rất hồi hộp để cùng chờ đợi xem đội nào sẽ đổi thành chiến thắng. Rất là kèo léo, dường như cả hai đội cùng về với khu vực xuất phát, cả hai đội cùng qua cầu cố gắng. Như vậy là chúng ta đã chưa được, chúng ta chưa được.